chào anh. Em tên là gì em? Em tên là Minh Khôi anh. Minh Khôi, cái tên hay quá ha. Dạ. Em nghĩ là cái tên Khôi là cái tên 102 của ở miền Tây luôn anh. Miền Tây là ở đâu em? Miền Tây là ở phía Tây anh. Thì Việt Nam mình có bốn miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam và miền Tây. Thì em thấy miền Tây nó có gì đặc biệt so với miền Bắc, miền Trung, miền Nam? Miền Tây thì đặc biệt của mình là sẽ là mạnh về bên du lịch. Đặc biệt là du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái là như khi những du khách đến thì mình có thể thưởng thức trái cây tại vườn và có thể mua trái cây để về biếu khách, cùng với những cái hoạt động như là trò chơi ăn gian, dân gian hoặc là câu cá vân vân, có rất nhiều cái loại hình để thu hút khách du lịch ở miền Tây của mình. Và đặc biệt ở miền Tây thì sẽ có sông, rồi trái cây. Đặc biệt là con người miền Tây là có một cái đức tính riêng của con người miền Tây, đó là rất là mến khách và hiếu khách. Ai khi đến miền Tây thì sẽ luôn luôn muốn trở về miền Tây thêm một lần. Như vậy em có thể nói cho anh trước là cái phía trước mình đây là cái vườn cây ăn trái gì không? Dạ, phía trước mình là vườn cây thanh long. À, cái đây là vườn cây thanh long đúng không em? Dạ. Cái trái thanh long là trái gì em? Dạ, trái thanh long là khi sống thì nó có màu xanh và khi chín thì nó sẽ có màu đỏ, và cái lớp mà cái vảy của trái thanh long thì mình tưởng giống như vảy rồng, và khi mình ăn trái thanh long thì nó có cái vị thanh, nó ngọt. Em có thích ăn trái thanh long không? Dạ, em rất thích trái thanh long ạ. Mà em thấy là cái trái thanh long nó có nhiều nhất ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay là miền Tây? Dạ, ở miền Tây. Miền Tây là có trái thanh long nhiều nhất dạ, đúng không? Dạ. À. À, ngoài ra ở miền Tây có trái gì khác đặc biệt nè em? Như là cam hoặc là bưởi, hoặc là dừa. À đúng rồi em. Em có thể nói cho anh nghe là hôm nay anh với em đang ở đâu được không? Dạ, em với anh đang ở chùa Phước Sơn. Em nói lại được không? Dạ, em với anh đang ở là chùa Phước Sơn. À, chùa Phước Sơn. Tại sao hôm nay anh thấy có nhiều lá cờ vậy em? Dạ, hôm nay là lễ Phật Đản nên tất cả các chùa thì sẽ đều treo cờ. Lễ Phật Đản là lễ gì? Em có thể nói cho các bạn nghe rõ hơn được không? Lễ Phật Đản là lễ để mừng sinh nhật của Phật. À, tức là mừng sinh nhật của Phật đúng không? Dạ. À, tức là cái ngày đó là ngày ngày Phật sinh ra đúng không? Dạ, ngày Phật sinh ra. Em, thế thì vào cái ngày mà lễ Phật hay là Phật sinh ra thì cái người Việt Nam mình họ thường làm gì em? Dạ, họ thường là sẽ đi lễ chùa. Tại vì người Việt Nam của mình thì chủ yếu sẽ là theo đạo Phật nhiều. Nên cái đức tin về Phật của họ rất là mạnh. Nên thường thì vào ngày lễ này họ sẽ đi lễ chùa, đi làm phước. Thế thì cuối cùng thì em sẽ có một câu nói gì đó cho những cái người sinh viên đang học tiếng Việt. Các bạn hãy đến quê hương miền Tây một lần để trải nghiệm và để nhớ về những cái ký ức tuổi thơ của mình. Và mọi người sẽ khi về sẽ mang cho mình một cái kỷ niệm, đó là gọi là một cái ký ức miền Tây. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Rất tốt em. Dạ, em cảm ơn.